Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với khóa học Facebook Marketing phiên bản năm 2020 mới nhất của giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Và đây là khóa học quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook chuyên nghiệp và chuyên sâu nhất cho đến tại thời điểm này, cập nhật nhất vào tháng 3 năm 2020 bởi giảng viên đại học và chuyên gia về marketing online hàng đầu Việt Nam là tôi, đã có kinh nghiệm giảng dạy từ năm 2011. Năm 2011 là cái năm đánh dấu lần đầu tiên Facebook có mạng lưới quảng cáo có tên là Facebook Ads Network. Với 3 vị trí hiển thị trên new feed của máy tính, vị trí hiển thị cột phải trên máy tính và vị trí hiển thị là new feed trên mobile, có 3 vị trí duy nhất thôi. Và đến ngày hôm nay, đến tháng 3 năm 2020 thì Facebook đã có 4 nền tảng quảng cáo, có 18 vị trí hiển thị, bao gồm Facebook, Instagram, Messenger và Audience Network, với 18 vị trí hiển thị và sắp tới là còn mở rộng hơn nữa. Thì chúng ta thấy rằng Facebook hiện nay đang rất là đa dạng, rất là thông minh và rất là dễ tiếp cận đối với cái thị trường của chúng ta. Và Facebook cho phép chúng ta có thể chạy quảng cáo tại thị trường thế giới, ở bất kỳ một quốc gia nào có sử dụng Facebook, và chạy quảng cáo trên toàn lãnh thổ Việt Nam, cho phép chúng ta có thể tiếp cận khách hàng một cách rất là dễ dàng, rất là nhanh chóng, với số lượng lớn, có thể bán được hàng trăm đến hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn đơn hàng mỗi ngày, nếu như các bạn có sản phẩm tốt, có chính sách tốt và có biên độ lợi nhuận tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được vài nghìn đơn hàng trên một ngày là chuyện rất bình thường, đúng không ạ? Thế thì cái bộ khóa học này có gì đặc biệt? Bộ khóa học này thứ nhất là bộ khóa học mới nhất. Bộ khóa học này là cập nhật nhất đến thời điểm này là tháng 3 năm 2020 và được giảng dạy bởi chuyên gia giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Được dựa trên 3 cuốn sách về Facebook mà đã viết. Cuốn sách này là cuốn sách bán hàng trên Facebook, viết năm 2015, cái này 5 năm rồi, bán rất là chạy và đã hết. Cuốn sách này là cuốn sách mà bán hàng quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook năm 2019, và trước đó là năm 2017, và năm nay là năm 2020. Thì chúng tôi đang in ấn, nhà xuất bản đang chuẩn bị in ấn phiên bản mới nhất là của năm 2020, với dự kiến là dài 500 trang khổ lớn, chữ nhỏ, hướng dẫn rất là chi tiết cho các bạn. Vâng, các bạn đi học một cái giảng viên, một cái chuyên gia mà vừa có sách, đúng không ạ, vừa là chuyên gia đào tạo, vừa là chạy quảng cáo trực tiếp, chi tiêu đến hàng trăm tỷ tiền quảng cáo rồi, giảng dạy từ năm 2011 là lần đầu tiên Facebook có mặt tại thị trường Việt Nam, đã dạy cho hàng chục nghìn học viên. Các bạn biết rằng là hiện nay tôi đã có lên tới khoảng 50.000 học viên trên các cái nền tảng của Edumo, của Kina, của Udemy, của rất nhiều các cái đơn vị khác nữa. Và cái bộ video này là tôi làm mới hàng năm, đúng không ạ? Các cái kiến thức mới nhất, các cái giao diện mới nhất, các cái kinh nghiệm mới nhất và các cái trải nghiệm mang tính cập nhật cho các bạn, để làm cho các bạn những cái khóa học về trước thì có thể thay đổi cái những giao diện và được học cái kiến thức mới nhất từ tôi. Tôi xin phép giới thiệu một chút về tôi, đúng không ạ? Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Phan Anh, nickname là Phan Anh Online, các bạn có thể tìm ở trên mạng. Địa chỉ Facebook là facebook.com/phananhonline, website là pamarketing.vn, email là phananhonline@gmail.com. Tôi là giảng viên đại học, giảng dạy về chuyên ngành marketing điện tử và thương mại điện tử tại một trường đại học lớn ở Hà Nội từ năm 2008 tới nay là năm 2020, tức là tôi đã giảng dạy bậc đại học được 13 năm. Tôi đã giảng dạy cho các doanh nghiệp từ năm 2010 tới nay và tôi cũng có 11 năm kinh nghiệm đi làm đào tạo. Tôi làm tư vấn, làm chuyên gia, đã giúp cho hàng nghìn người bán hàng và trở nên thành công và giàu có. Và thực sự là nhờ cái nghề nghiệp bán hàng online, chứ không phải nhờ cái cách là buôn gian bán lận rồi tư duy đa cấp giống như là những cái người khác người ta làm. Khi các bạn có hàng hóa, khi các bạn có sản phẩm tốt, khi các bạn có dịch vụ tốt, các bạn có thể kết hợp Facebook, các bạn có thể kết hợp Instagram, kết hợp rất nhiều các nền tảng marketing online khác để các bạn có thể bán hàng, bán số lượng lớn. Và từ đó thì các bạn kiếm được nhiều tiền, có thể vài trăm triệu một tháng tiền lời, vài tỷ một tháng tiền lời cũng có thể khả thi. Các bạn tưởng tượng là có những cái doanh nghiệp hiện nay là có 30, 50 nhân viên nhưng mà thậm chí thường xuyên rơi vào tình trạng thua lỗ triền miên. Nhưng trong khi đó một doanh nghiệp startup nhỏ nhỏ có một sếp và 2-3 nhân viên thôi, mỗi ngày làm việc rất đơn giản, chỉ khoảng 30 phút một tiếng, có thể có doanh số vài trăm triệu và có lợi nhuận 100-200 triệu một tháng là chuyện bình thường. Bởi vì họ sử dụng các nền tảng như Google, như website, như Facebook, như Instagram, như Zalo, như các sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Sendor, Lazada, rồi họ làm dropshipping, rồi họ bán hàng trên Amazon, vân vân mây mây, rất nhiều thứ, đúng không ạ?
Tôi đã từng học 5 trường đại học. Vâng, xin phép giới thiệu với các bạn một người rất là yêu học vấn, đúng không ạ? Tôi đã học Đại học Hà Nội, gọi là Đại học Hà Nội đấy ạ. Rồi thì Đại học Thương mại, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế MBA của Đại học NIST, cử nhân luật và thạc sĩ luật. Nhưng mà tôi chỉ tốt nghiệp có 4 trường thôi, một trường Đại học Hà Nội là tôi không tốt nghiệp, tôi bỏ giữa chừng bởi vì cái thời gian học tập nó cũng rất là nặng, tôi không theo được. Đó. Và sắp tới thì tôi cũng hy vọng mình sẽ học chương trình tiến sĩ và hoàn thành chương trình tiến sĩ một cách đúng hạn. Đây là kế hoạch của cá nhân tôi chia sẻ với các bạn. Về kinh nghiệm chạy Facebook thì tôi gần như là một trong những người đầu tiên giảng dạy cũng như là tư vấn đào tạo về Facebook. Tôi vẫn nhớ cái hồi mà bắt đầu có Facebook để chạy quảng cáo, hồi đó rất là rẻ. Với 1 triệu ngân sách các bạn có thể tiếp cận được khoảng từ 900.000 cho đến 1 triệu lượt, tức là tính ra chỉ có 1 đồng một lượt, quá là rẻ. Và ngày đó thì chạy 1 triệu bạn có thể bán được khoảng 5.000 đơn hàng với khoảng 4-5.000 bình luận là chuyện rất bình thường đó. Vì cái thời gian đó là chưa có người làm thì tôi rất là vui vì là mình đã là một trong những cái chuyên gia đầu tiên trong lĩnh vực này cùng với một số những người khác trên thị trường. Được chưa? Thì tôi xin phép giới thiệu ngắn gọn về tôi như vậy. Thứ hai là tôi giới thiệu về khóa học. Khóa học này được dựa trên toàn bộ những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm của tôi trong 11 năm đi dạy từ năm 2011 tới nay, dạy về Facebook, và được tích lũy qua 4 cuốn sách, được tích lũy qua khoảng 300 tỷ tiền quảng cáo, chạy quảng cáo cho khoảng gần 400 khách hàng và đào tạo cho khoảng 50.000 người học online. Đấy là những con số mà tôi có thể cam kết với các bạn là những con số thật. Người ta nói là những con số thì không bao giờ nói dối. Và thầy Phan Anh có thể tự tin khẳng định nói với anh chị và các bạn rằng là thầy Phan Anh cung cấp những con số này là hoàn toàn thật. Bởi vì là doanh số bán hàng trên Edumo, trên Kina, trên Unica của thầy Phan Anh về các khóa học video là rất cao. Trên kênh YouTube cũng có hàng triệu lượt xem. Sách thì các cái nhà xuất bản họ cũng đã xuất bản đến 4 năm đầu sách rồi. Và năm nay 2020 thì tôi sẽ xuất bản thêm một số các đầu sách nữa, trong đó có cuốn Facebook cập nhật 2020 cũng như cái khóa học mà các bạn đang xem này là cái khóa học mới nhất, đúng không ạ? Thế thì cái khóa học này các bạn sẽ học được những cái gì, đúng không ạ? Các bạn sẽ học được các cái chiến lược về sản phẩm, chiến lược về dịch vụ, các cái nền tảng bán hàng trên Facebook, ví dụ như là bán hàng bằng livestream, bán hàng bằng quảng cáo, bán hàng trên fanpage, bán hàng trên group, bán hàng trên Facebook cá nhân, xây dựng thương hiệu cá nhân, rồi thì bán hàng trên marketplace là những cái mới nhất của Facebook. Thế rồi thì các bạn cũng có thể là sử dụng các cái ứng dụng app hoặc là những cái phần mềm trợ giúp cho Facebook như là phần mềm quản lý fanpage, phần mềm phân tích đối thủ fanpage, vân vân. Cách tạo quảng cáo. Hiện nay Facebook đang duy trì là 11 cái mục tiêu tiếp thị và tương ứng với 13 cái mục tiêu tiếp thị chi tiết với 4 nền tảng và với 18 vị trí hiển thị là những cái rất là khác biệt, cho nên chúng ta sẽ cần phải biết được từng cái là cái gì, đúng không ạ? Và tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn những cái tiêu tiếp thị mà phổ biến nhất tại Việt Nam như bây giờ, như là dạng tương tác với bài viết, truy cập web, chạy video, chạy khách hàng tiềm năng, chạy tin nhắn Messenger hoặc là chạy chuyển đổi. Thì đấy là một số những cái tôi hướng dẫn, và đặc biệt là tôi sẽ dạy các bạn về cái kỹ năng nhắm chọn, kỹ năng tối ưu, kỹ năng phân tích khách hàng và kỹ năng gọi là super target, tức là mình nhắm chọn sao cho nó chuẩn dựa trên hành vi, dựa trên tâm lý của khách hàng. Và tôi cũng đưa cho các bạn rất nhiều các cái bí quyết để các bạn chăm sóc khách hàng, chốt đơn, quy trình quá trình chốt đơn của khách hàng như thế nào, tôi cũng hướng dẫn cho các bạn hoàn thiện trong Facebook rất là trọn gói. Các bạn có thể kết hợp vừa học video, vừa đọc sách, vừa được tư vấn trực tiếp với thầy Phan Anh. Như vậy đấy là một cái giải pháp mà tôi nghĩ là rất là tuyệt vời để các bạn có thể làm, đúng không ạ? Đây là một cái khóa học mà tôi tin chắc chắn rằng là các bạn sẽ không tìm thấy ở một bất kỳ một cái chương trình nào khác. Bởi vì thứ nhất là mức độ chi tiết của nó rất là cao, mức độ hướng dẫn rất là công phu tỉ mỉ. Và thứ ba nữa là gì ạ? Trải nghiệm của giảng viên, đặc biệt là trải nghiệm liên tục một cái quá trình 11 năm giảng dạy này, đào tạo, chạy quảng cáo, làm việc với Facebook, đúng không ạ? Rồi làm việc với hàng trăm, hàng nghìn khách hàng là học viên khác nhau, và cái kinh nghiệm đó được truyền đạt lại trong toàn bộ cái bộ video này, và các bạn xứng đáng để mua cái bộ video này với giá vài trăm ngàn đồng. Cái số lượng video, cái số lượng bài học và cái thời lượng rất là tốt.
Và các bạn đang học cái phương pháp này là phương pháp tiên tiến nhất, vừa học qua video, vừa có sách, vừa có tài liệu, vừa được gặp giảng viên. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn an tâm tuyệt đối về cái chất lượng và nội dung, chương trình và sự cập nhật. Nếu mà các bạn không thấy hài lòng về cái bộ video này thì các bạn có thể liên hệ trao đổi với giảng viên để được tư vấn và trợ giúp thêm. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học đầu tiên giới thiệu về giảng viên, giới thiệu về chương trình, những vấn đề mà tôi cần phải trao đổi với các anh chị và các bạn. Và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.